Dạ, chào chị Hương. Chào em. Vâng, cảm ơn chị ngày hôm nay đã dành thời gian cho chương trình. Và quý vị thân mến, đã 6 tuổi nhưng bé nhà chị Hương gặp vấn đề về tăng động giảm chú ý. Nhưng vì tình hình dịch nên các lớp can thiệp không được hoạt động. Và năm nay khi vào lớp 1, cháu có các biểu hiện như mất tập trung, không lắng nghe cô giảng bài và tiếp thu chậm hơn so với bạn bè cùng trang lứa. Và ngày hôm nay, sau hơn 2 tháng sử dụng Noben Kid, chị Hương đã rất an tâm và hài lòng vì nay con đã tiến bộ cải thiện lên rất nhiều. Kể chuyện về con mình, chị có những chia sẻ như sau. Dạ chị Hương, không biết là sau hơn 2 tháng sử dụng cúm Noben Kid thì bé nhà mình đã có những thay đổi như thế nào ạ? Cảm ơn em. Sau hơn 2 tháng ấy, con sử dụng thuốc cũng như là kết hợp cái phương pháp từ các chuyên viên của Noben Kid ấy, thì chị thấy con đã cải thiện hơn rất là nhiều luôn á. Và cô giáo thì còn khen là con đợt này tập trung hơn này, tiếp thu cũng nhanh hơn và kết quả học tập tốt hơn. Và đặc biệt nữa là giờ về nhà nhá, con toàn tự giác ngồi vào học em ạ. Trời ơi, chị rất là mừng luôn đấy. Vì con thay đổi rất là nhiều, ngoan hơn và nghe lời ba mẹ. Và bác sĩ, các chuyên viên dinh dưỡng bên Noben Kid ấy, cũng khuyên chị là nên sử dụng thêm một cái liệu trình nữa khoảng 3 tháng để cho con cải thiện hoàn toàn các cái tình trạng trên em ạ. Nghe vậy em cũng rất là mừng và chúc mừng chị vì đã tìm được một cái giải pháp hiệu quả cho bé nhà mình. Và tiện đây thì chị có thể chia sẻ về cái tình trạng cũng như là những cái biểu hiện mà trước kia bé nhà mình gặp phải cùng với những khó khăn trong quá trình điều trị cho bé để cho các bậc phụ huynh đang theo dõi chương trình có thể hiểu hơn về câu chuyện của mình được không ạ? Ôi trời ơi, bé nhà chị trước đây bạn ấy rất là hiếu động luôn và bạn ấy luôn tay luôn chân, nghịch ngợm, gần như là không biết nghỉ ngơi mà không biết mệt em ạ. Và nhiều lúc bạn còn la hét này, đập phá đồ cũng như là làm tung hết nhà của chị lên. Trời ơi, chị nói lại là lúc đó chị bực tức kinh khủng luôn đó, gần như là mình bị stress, mình bất lực, mình không biết tìm được cái giải pháp nào cho con ấy. Và chị không biết là tìm ở đâu ra được những cái lời khuyên hoặc là để giải đáp và giúp con tiến bộ hơn. Và cô giáo cũng gọi điện cho chị bảo là em ơi, con dạo này khác hẳn đó mẹ ạ. Con nó gần như là không tập trung này, không có tiến bộ gì hết và gần như là tiếp thu các kiến thức không bằng các bạn bè nữa. Trời ơi, chị lại càng buồn. Nhưng mà cô khuyên là con lạ như vậy thì mẹ cũng nên đưa con đi khám đi, xem là con như thế nào. Thế là chị cũng nghe lời cô và đưa con đi khám bệnh. Và cô cũng có khuyên chị là ôi chị thử tìm hiểu và mua cái cốm Noben Kid về cho con dùng thế nào. Thế là chị mua về dùng xong rồi trộm vía em ạ. Từ hôm đó dùng sản phẩm đến nay khoảng hơn 2 tháng ấy. Thì đấy, như chị nói lúc đầu là con đã cải thiện hơn rất là nhiều. Và bây giờ này chị cực kỳ là sung sướng và cảm thấy là may mắn vì là giúp cho con cải thiện như vậy em ạ. Vâng, với những chia sẻ vừa rồi của chị Hương thì chắc hẳn quý vị và các bạn đã có thêm những thông tin bổ ích về sản phẩm cúm Noben Kid đúng không ạ? Và ngày hôm nay thay mặt chương trình một lần nữa xin được cảm ơn chị rất là nhiều và cũng chúc cho bé nhà mình sẽ ngày một tiến bộ và cải thiện về tình trạng sức khỏe hơn nữa chị nhé. Chị cảm ơn em và cảm ơn Noben Kid rất là nhiều. Vâng, với những chia sẻ vừa rồi của chị Hương, một bậc phụ huynh có bé gặp tình trạng rối loạn tăng động và giảm chú ý thì sau khi sử dụng sản phẩm cúm Noben Kid, bé đã cải thiện hơn rất là nhiều. Chúc mừng chị Hương khi mình đã tìm được một sản phẩm hiệu quả như vậy và chúc cho chị luôn nhiều sức khỏe cũng như là tình trạng bé nhà mình sẽ được cải thiện hơn nữa trong vấn đề về học tập chị nhé. Vâng, cảm ơn chị rất là nhiều. Và quý vị thân mến, hôm nay mời đến chương trình chúng tôi có mời đến 2 vị bác sĩ chuyên môn và chúng ta sẽ cùng lắng nghe những chia sẻ của bác sĩ để hiểu thêm về những thông tin quan trọng trong sản phẩm cúm Noben Kid quý vị nhé. Vâng, quý vị thân mến, ngồi bên cạnh tôi lúc này đây đó là Phó Giáo sư Tiến sĩ Bác sĩ Cao cấp Trần Đình Toán, Viện trưởng Viện Dinh dưỡng Lâm sàng và Thạc sĩ Bác sĩ Dương Thùy Nga, nguyên Bác sĩ Khoa Quốc tế Viện Nhi Trung ương. Vâng, một lần nữa xin được gửi lời cảm ơn vì 2 bác sĩ ngày hôm nay đã dành thời gian cho buổi trò chuyện ạ. Và câu hỏi đầu tiên thì tôi muốn gửi đến bác sĩ Trần Đình Toán là bác có thể cho mọi người được biết về hội chứng tăng động giảm trí nhớ ở trẻ nhỏ là gì ạ? Vâng. Trước hết tôi muốn nói rằng là trong một cái khoảng thời gian gần đây, tức là khoảng 10 năm trở lại đây ấy, thì ở Việt Nam mọi người hay là các phụ huynh hay là các gia đình trẻ mới chú ý đến cái việc là có 2 cái chứng bệnh hay là 2 cái hội chứng mà đang khá phổ biến nhưng mà từ trước đến nay là ít được chú ý. Đó là cái hội chứng tăng động giảm trí nhớ và cái thứ hai đó là cái gọi là tự kỷ của các cháu. Thế thì hiện nay mà theo cảm giác của tôi là thấy rằng là ở ngoài môi trường, ngoài cộng đồng thì 2 cái tình trạng đó là nó tăng lên. Nhưng mà các phụ huynh, các bố mẹ mới chỉ gần đây mới chỉ quan tâm đến thôi và cũng chưa quan tâm đến đúng mức của nó, cần thiết của nó. Thế thì cái hội chứng tăng động giảm trí nhớ thì thường gặp ở các cái cháu bé từ 5 tuổi trở lên, tức là khi mà các cháu đã bắt đầu lơ mơ có những cái nhận thức nhất định rồi. Thế nhưng mà nhận thức của các cháu là rất là chậm, hay là các cháu năng động, hoạt động rất là tích cực, vận động thể lực rất là tích cực nhưng mà về cái tiềm thức, cái ý thức của các cháu thì nó không tương xứng với lại cái độ tuổi, hay là cái ý thức, cái nhận thức của các cháu là nó không được như là những cái lúc mà các cháu bình thường. Tôi nói ví dụ như là đi học thì các cháu không có sự tập trung, mặc dù là cái độ thông minh, ta cứ nói là trong nháy tức cái độ thông minh của các cháu thì cũng không phải là kém, nhưng mà cái việc mà tập trung học hành ấy, thì là nó không được chú ý đến. Đấy, tôi đã có chứng kiến trực tiếp những cái cháu, ví dụ như là có một cháu là gì, khi đến nhà tôi đấy, đến nhà tôi chơi thì các cháu là trèo từ ghế lên tóc, lên cái phích, đấy, bước qua cái phích xuống đất, thế là cái phích nó đổ nhào ra là vỡ luôn cái phích, ví dụ như vậy, là các cháu cái ý thức rất kém ở chỗ đây. Hay là một cháu khác thì đến chỗ khoa dinh dưỡng của mẹ, thế thì mẹ đang xúc than xỉ ở cái lò bếp, ở bếp ra ngoài, thì các cháu chạy luôn vào cái chỗ than nóng như thế, cái xỉ than nóng như thế và bỏng chân. Đấy là những cái hiện tượng mà thể hiện các cháu rất năng động nhưng mà lại không hiểu được cái nguy hiểm của nó, không biết được cái nguy hiểm của nó. Và nếu như những cái trẻ bình thường khác thì có thể là nó không xảy ra cái tình huống như thế. Đấy là cái thứ nhất. Thứ hai nữa là kết quả học tập của các cháu ấy thì thường là không được như các cháu bình thường khác, thường là kém hơn, mặc dù nhận thức nhanh hay là tiếp thu cũng được nhưng mà sau đó là quên thì rất nhanh, ví dụ như vậy. Và biểu hiện nữa là các cháu hay quên những cái lặt vặt trong cuộc sống, ví dụ như là quên đồ dùng khi đến lớp chẳng hạn, hay là về nhà rồi thì bố mẹ nói một đằng nhưng mà rất là hay quên. Đấy là những cái biểu hiện mà gần nhất, mà gần gũi nhất đối với lại bố mẹ hoặc là gia đình. Về lúc đấy thì các gia đình, những người lớn nên chú ý những cái điều đấy, và từ những chỗ đấy có thể theo dõi và có thể đưa cháu đi khám tại các cái cơ sở chuyên khoa nhi hay là cơ sở về mặt tâm lý, về mặt thần kinh v.v. để mà phát hiện ra và có thể là có những cái biện pháp để mà điều chỉnh sớm. Tôi xin nói là điều chỉnh chứ không phải là chữa. Đấy là vấn đề như thế. Vâng, vậy thưa bác sĩ thì có những cái biểu hiện cụ thể như thế nào để chúng ta có thể nhận biết được hội chứng tăng động giảm chú ý thường gặp ở trẻ nhỏ thưa bác sĩ? Vâng, những cái biểu hiện mà cái hội chứng này nó cho là ở cái cháu A hoặc cháu B gì đấy thì như tôi cũng đã nêu vừa nãy đấy. Tức là thứ nhất là các cháu nó tăng hoạt động, năng động, tức là nó hoạt động về mặt thể lực, về mặt chân tay là rất là hiếu động. Chúng ta vẫn cứ nói là các cháu nó có, trẻ em thì nó hay hiếu động, nhưng mà những cháu mà có cái hội chứng là năng động giảm trí nhớ này thì nó hiếu động hơn bình thường. Như tôi vừa kể hai cái trường hợp mà trực tiếp ở gia đình nhà tôi và cái chỗ tôi làm việc ngày xưa là đã chứng kiến những cái tình cảnh như thế. Thứ hai nữa là nó hay quên, hay là trí nhớ của nó rất là nhanh quên, nhanh tiếp thu, nhận thức nhanh nhưng mà lại rất là hay quên. Thế nhưng mà đến khi học vào bài vở, cô giáo, thầy giáo dạy ở trường lớp, vì các cháu có thể là đang học tiểu học hay là lớp 1, lớp 2 rồi, thì các cháu lại gọi là tiếp thu bài rất là kém. Đấy, nhận thức nhanh nhưng mà tiếp thu rất kém, hay quên. Đấy là cái biểu hiện thứ hai. Thứ ba nữa là cái kết quả học tập thường là không được như bình thường, chứ không phải là giỏi hay là xuất sắc gì. Mặc dù các cháu là tiếp thu nhanh thì không kém lắm đâu, nhưng mà kết quả học tập, ví dụ như làm bài thi hay bài kiểm tra thì lại không được điểm cao, ví dụ như vậy. Thế còn ở nhà thì các cháu nghịch nhưng mà lại rất là bừa bãi, không có ý thức. Ví dụ nghịch rất cầu thả, hay là các cụ hay nói cái từ tức là nghịch dại. Nghịch dại là ở cái chỗ, ví dụ như tôi nêu đến là các cháu trèo từ ghế sang nắp cái phích, thế mà bước xuống dưới sàn, thế là rất nguy hiểm, ví dụ như vậy. Thậm chí là các cái ổ điện, cắm điện, vân vân, là có thể chọc bớt cứ cái gì vào, từ cái que tăm cho đến cái đũa hay là cái cuống của cái gì đấy, mà các cháu nghịch, không có ý thức. Đấy là những cái vấn đề gọi là tăng động giảm trí nhớ. Thế còn một cái điều nữa là cái này thì gia đình hay là bố mẹ là thường là phải chú ý, bởi vì là nhất là bây giờ cái thời đại này là các cháu đi học, thậm chí là học bán trú, học cả ngày, bố mẹ sáng đưa đi, tối đi làm về thì mới đón các cháu, cho nên là cũng cần phải phối hợp với phụ huynh và nhà trường, các cô giáo ở nhà trường, nhất là trường mầm non, để phát hiện ra những cái dấu hiệu không bình thường, những cái đặc biệt của các cháu để mà phối hợp. Dạ vâng, vậy thì thưa bác sĩ là chúng ta đã có những cái biện pháp nào hay là phương pháp nào cụ thể để điều trị được chứng rối loạn tăng động và giảm chú ý ở trẻ nhỏ chưa ạ? Cái này thì phải nói rằng là phối hợp điều trị thì ở góc độ chuyên môn thì tí nữa là bác sĩ Nga, bác sĩ Dương Thùy Nga sẽ nói thêm. Tôi chỉ nói về vấn đề dinh dưỡng. Dinh dưỡng thì phải nói là một cái vấn đề rất quan trọng trong cái việc mà giúp cho các cháu giảm các cái hiện tượng này. Ví dụ như chúng ta cần bổ sung các cái chất dinh dưỡng gồm có chất đạm, chất béo, chất đường bột, rồi là vitamin và khoáng chất. Đấy là 4 nhóm dinh dưỡng cơ bản. Thứ hai nữa là cần bổ sung thêm những cái chất hay là các cái vitamin mà nó giúp tác dụng cho phát triển trí não được tốt hơn. Ví dụ do phát triển thần kinh được tốt hơn. Ví dụ như là các vitamin nhóm B, thế rồi là các cái protein, các cái chất đạm, các cái chất béo chưa nó cần thiết cho cơ thể, tức là các cái omega 3, 6, 9, nhất là omega 3. Thì trong cái omega 3 đấy nó có hai cái chất mà giúp cho phát triển trí não và nó là thành phần chính của não bộ của cơ thể chúng ta, đó là cái DHA và cái EPA. Đấy là những cái chất mà chúng ta cần phải bổ sung để giúp phát triển trí não được tốt hơn. Dạ vâng, vậy thì thưa bác sĩ Dương Thùy Nga, là hiện nay là tình trạng trẻ gặp phải cái vấn đề là tăng động này, tự kỷ và mất tập trung rất là nhiều, do là trẻ thường xuyên tiếp xúc với lại các thiết bị di động từ khi còn rất là nhỏ, gây ảnh hưởng tới não bộ và sự phát triển bình thường của trẻ nhỏ. Vậy thì bác sĩ có cái phương pháp nào điều trị để giúp trẻ cải thiện cái tình trạng trên không ạ? Đúng là thực ra thì như bác sĩ Toán vừa nói là cái hiện tượng mà trẻ tăng động giảm chú ý thì rất là nhiều. Tuy nhiên gọi là cái phương pháp hay cái thuốc điều trị đặc hiệu thì hiện nay là chưa có. Về mặt điều trị thì bao giờ cũng là phối hợp giữa biện pháp dùng thuốc và không dùng thuốc. Các cái thuốc mà hướng thần thì chúng tôi cũng rất là hạn chế. Bệnh nhân cần phải đi khám và có những cái chỉ định rất là chặt chẽ trong việc dùng. Do đó quan trọng nhất vẫn là cái can thiệp về mặt giáo dục, can thiệp về hành vi để mình có thể hướng dẫn giữa gia đình, phụ huynh phối hợp trong việc mình điều trị, giúp đỡ con, và mình có thể sử dụng thêm những cái sản phẩm hỗ trợ cho cái sự phát triển trí não cũng như là cái nguồn dinh dưỡng như bác sĩ Toán đã nói. Dạ vâng, vậy thì không biết là cái sản phẩm hỗ trợ cụ thể ở đây là gì, bác sĩ có thể chia sẻ cụ thể hơn để cho các bậc phụ huynh ở đây cùng hiểu hơn ạ? Hiện nay trên thị trường thì đã có rất là nhiều các cái sản phẩm người ta hướng đến cái việc bổ sung trí não. Tuy nhiên tôi thấy là hiện nay thì có cái sản phẩm là Noben Kid thì có rất là ưu điểm. Đây là cái sản phẩm đầu tiên trên thị trường họ kết hợp là tất cả những cái thành phần mà liên quan đến sự phát triển trí não như là DHA, các loại vitamin B, kẽm và tăng cường miễn dịch như là thymodulin, các sự năng colostrum. Và điều đặc biệt nhất ở đây là như chúng ta, như bác sĩ đã nói là cái DHA thì rất là quan trọng trí não rồi, nhưng mà chúng ta lại cơ thể không tự sản xuất ra được, mà chúng ta chỉ có thể bổ sung qua nguồn thức ăn hoặc là qua các cái sản phẩm bổ sung trên thị trường. Và trong sản phẩm Noben này thì là cái sản phẩm DHA họ chiếm 10% và được chiết xuất từ những hạt hạnh nhân và quả óc chó, yến mạch, rất là quan trọng, rất là tốt cho trẻ nhỏ. Bởi vì nhiều khi là có thể cho con ăn mà các cái sản phẩm ăn hạt óc chó riêng rất là khó, hay là ăn các loại dầu gan cá mà nhiều omega như bác Toán nói thì cũng rất là khó, vì nhiều khi cái mùi nó tanh em bé cũng không thích ăn. Mà trong khi con thì rất là có nhu cầu, đặc biệt là những em bé mà đã có những vấn đề về cái sự phát triển như vậy thì cũng rất là cần được bổ sung. Thì cái sản phẩm ở dạng gói cũng rất là tiện lợi trong cái việc sử dụng. Và đây là sản phẩm mà họ được nhập khẩu, các thành phần nhập khẩu từ Đan Mạch thì cũng rất là được đảm bảo. Và theo quy trình sản xuất GMP thì tôi nghĩ là cũng rất là phù hợp và đảm bảo cái tính an toàn cho con bú và mẹ. Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ rất là nhiều ạ. Vừa rồi là những chia sẻ của hai vị chuyên gia bác sĩ, và chắc hẳn là các bậc phụ huynh chúng ta đã có thêm một giải pháp hiệu quả giúp trẻ giải quyết tình trạng bị rối loạn tăng động giảm chú ý. Và một lần nữa thay mặt chương trình xin được gửi lời cảm ơn tới hai vị chuyên gia cũng như là chị Hương đã dành thời gian cho buổi trò chuyện ngày hôm nay. Một lần nữa xin được cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Hướng dẫn mua hàng từ video. Các bạn có nhu cầu đặt mua hãy bấm vào link đặt hàng bên dưới video bằng cách sau. Nếu xem trên điện thoại, hãy bấm vào tiêu đề của video. Khi đó màn hình sẽ hiển thị ra thông tin về sản phẩm. Bấm vào link mua hàng như hình, điện thoại của bạn sẽ mở ra website đặt mua. Nếu ở màn hình máy tính, thì link sẽ nhìn thấy ngay bên dưới video. Các bạn chỉ việc bấm vào link và màn hình sẽ ra trang web công ty để đặt mua.